Lô mọi người, Quân vừa mới đi chợ về xong mọi người ạ. Hôm nay có anh, có mấy anh em với cậu, thế là quyết định tổ chức ăn uống tí, gặp mặt nhau từ lúc Quân hết cách ly, bây giờ mới được gặp mặt nhau mọi người. Thì vừa đi chợ về mua được con ba ba với cả mua được mấy cái thứ linh tinh, làm đồ nhậu, mấy anh em làm đồ nhậu để nhậu với nhau. Thôi bây giờ xuống bếp xem là cậu với cả thằng em nó đang làm cái gì nhá mọi người nhá. Cậu Đức đang làm gì đây? Cậu đang làm món cổ truyền đây. Cổ truyền à? Ừ. Món cổ truyền là món gì? Ba ba ôm chuối đậu. Ba ba ôm chuối đậu à? Đâu? Nhé. Xem thử tay nghề cậu thế nào. Đấy, cậu ướp cái gì cậu phải nói lên chứ. Cậu ướp mắm tôm. Mắm tôm, riêng xả. Riêng mẻ. Riêng mẻ. Bột ngọt. Dầu hào hả? Ừ, dầu hào nữa. Ác ạc luôn. Thế là để cho đội bộ sậu. Đội bộ sậu rồi à? Sơn thối đó. Xem sơn thối đó. Hả? Cái gì? Nó đủ nhiệt, nó sẽ ngừng. Lùng cô lắm. Cô mày mãi chưa được. Cô mày cái này mà lùng cô lắm mà. Dùng cái bếp đời cao này nó khó hơn là dùng bếp ga. Đúng rồi, nó chuyện nó đời cao. Hay điện yếu? Không. Nó ngắt lại, nó ngắt điện đấy. Đây các bạn ơi, cái đấy không phải cái của các bạn nghịch đâu nhá. Bỏ ra ngoài đi. Được, có cái gì đấy? Cậu đang làm chuối để tí làm nấu ba ba đây. Chuối à? Ừ. Thịt vịt, ba vịt mà. Ôi giời ơi, ngon thế này thì ăn nào. Ai mà chịu được. Này giờ này vàng vàng này xong bắt đầu bỏ chấm đấy. Chấm nước mắm. Chấm nước mắm. Chấm mắm. Lắm. Amateur lắm. Amateur lắm nhờ. Bỏ cái chai rượu ấy này. Hôm nay là... Không, có cái rượu... Review 33. Hôm nay là review 33. Đây không, cái 33, tiếp 33 đâu. Lên đây xem nào. Em mời anh. Anh chưa được miếng vũ buồm cái đã bắt đầu uống rồi. Anh uống rồi. Đấy rồi, đây rồi. Cái gì mấy anh chết đi rồi. Hôm nay đơn vị nào là giúp chợ mà đã có tay này. Chứ còn đừng đứng ăn cơm. Ăn thôi chứ đừng mang về chứ hắn để cơm vào căm cái gì. Nhìn nhiều người rượu chảnh. Nhưng người đâu diễn này đâu. Đây có cáo bếp kiểu là... Nhiều món này nè, nhiều người đâu. Hai người kia nó khai bạc rồi. Đúng bếp kiểu là tàu 233 về. Kìa nó mang tìm gì đấy. Cái này chấm liệm. Đúng.
ở đây tôi làm mà thế như mai mai đá gì chứ không làm mấy cái đúng rồi mai chúng mày đặt giang đó là đang đi phát đấy đây bên này góc này cũng thứ tư rồi đúng không? Đây cũng được đảo đây tư mà lại cái keng hai cái hết một keng đấy. Đấu uống đi đúng chú uống rồi chú uống chú tiếp đi chú vào uống anh rót 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 anh hiểu rồi. Em mà chúc sức khỏe nhá. Kêu vậy thôi. Ôi mưa xa đi. Ôi mưa xa đi. Đấy cũng lên. Mí hời đỗi thì sao được. Sức khỏe nhá. Chú này chuyển này thôi. Hết luôn. Ơi, hết luôn, hết luôn. Cùng chú mắng rồi. Cái này cứ phải hài được. Hết luôn. Hết luôn. Chú ba này. Ok ông gì cháu nhớ đâu nhỉ? Hớ rồi, không hết rồi, mắng đi ạ. Hết đi. Không chú mắng cho. Uống cái cốc kia như kiểu là cốc rượu ấy. Cái này hôm qua tìm luôn rồi. Đấy, lịch sử đóng đầy thế. Có cả phong cách xuống đầy. Này, rượu biết này, ông nào uống này. Ô, mà cháu ăn nó còn cho cả mật luôn, nhưng mà chả nào. Kìa, mật nhẹ. Ô, không có rượu. Đưa anh cho em mượn không của anh. Uống nhanh, làm tí rượu. Đây, nhập ơn. Đây, qua điều hành rồi. Không phải, chỉ là cái nhanh nhậu. Này đồ ăn ăn được nhiều mà cứ bắt uống ngoài thế này thì không ăn được tí của quá mang về. Đây là bạn em. Có khả năng đấy nhìn là em uống hết vào được. Ăn biết đi qua uống về. Ăn đi mà nó không quậy. Nó đấy say thì còn có thằng đưa về chứ không làm mà ô tô về nữa. Nó từ thế nó lấy hàng nhưng mà không mua được. Cháu chưa cuộc sống nhưng mà riêng Tuấn hôm nay bà ấy là phải đánh xe tải ông cho cái thằng ủ thơm hỏi thật là hôm đấy bị rơi ví à đâu cái hôm đấy anh ơi cái hôm đấy là bảo là hai anh em tên đi hát chỉ hết 4 triệu thôi nhỉ thế là gửi bà lý 26 triệu hai thằng đi hát chỉ 4 triệu thôi mà về tôi nghe cái bộ rơi ví đến lúc này nghĩ là điên à thế bà lý 26 triệu nhưng mà nói sao nhớ gì rồi thế bà lý 26 triệu nhưng mà lúc say xong gửi 30 triệu thế trong lý nó có 30 triệu thấy trong lý 30 triệu thì nhớ đồng ý được 30 triệu ai không nhớ được tốt đi bảo là hai không hắn cũng hồn hắn chỉ bộ nhớ của hắn chỉ nhớ đến cái đoạn 30 thôi còn lại cái bán quên rồi hai em hỏi đi hát là hai thằng chỉ có 4 triệu hôm nay tôi nói thật rồi đến xe tôi phải đeo khẩu trang hơn là covid chặt thôi tôi cho chú nhá. Tôi cảm ơn này. Anh lái xe đưa về. Anh lái xe đưa về. Anh là lái xe mà anh vẫn lái xe anh vẫn cứ thì cảm ơn anh cũng rồi. Đấy. Anh vẫn lái xe đi về về cũng lái đây chị. Đây mà chị ấy thôi. Ôi sao rồi. Anh ơi. Tao bằng của anh phải tao gắn. Thì hôm nào rất là thuốc cũng đang đốc của đấy vợ đi thì hôm nào cũng hai ngày nhưng mà bán quá trời thì mãi không có tầm mơ đâu cả không cần phải đi chợ vợ thì nó không để cháu tươi lắm cháu tươi ở trên đây cơ anh em đông lắm và tươi vui lắm tối nay là con mấy ông già nha nhà vẫn mở cửa kệ nó say như thế này nó mới vui dễ dễ nhà chắc gần đây à? Dạ vâng cháu cách đây tầm 20 cây em ở đâu tây đô ông nói trong ơi nhưng mà không có cái gì là Tây Đô ấy. Thế mày này tình cảm đi Tây Đô. Tây Đô giờ về thì cũng gần chứ đi sang Duyên Hải đi nối trường gần hơn rồi đi xuống. Cháu biết nối Duyên Hải không? Cũng được. Tôi là phải đi chả nằm một cây sao chú? Dạ. Cây. Không môn thể thao này là không chơi luôn. Đây. Đây là giúp cho cháu chấp cái này mà bị cứ mà gây tập điện nó phạt. À đúng rồi. Cái này cái tiền đấy nhờ. Mùi hết thì ngửa trên nên nó là cái mũi tơ. Hôm nay em uống nhiều quá thôi. Không phải em uống bình thường. Không bao giờ em thay được. Em uống nhiều quá. Em
vui thì là nó đang quá nhiều em đi bao nhiêu chỗ thì em mới say thì không thể nào không thể nào em chạy dây điện trần của dây điện bỏng này vừa cứ không vừa dây điện trần đâu chứ đấy thằng nào cái đường 220 điện điện dưới 500 cho đủ là tất cả những người mình quen đi đúng không một vòng đi đúng không mới chó một người chứ còn đường mình đây được khuyên cáo rồi 100% là không bảo mất cái gì đâu gì không bảo mất cái gì đâu gì nếu như mà điện chưa hẳn thế là gần mất chưa. Tôi nhận được một cái. Chỉ có điện dân dụng của mình này mới điện dưới điện bọc thôi. Điện hạ thế thì nó giao dịch thành công con Tiểu Năng Trọng. Giao dịch như kiểu giao dịch nam. Mày mất rồi. Mày mất rồi. Mất rồi. Mất rồi. Qua đây mất rồi. Qua đây mất thì có còn khác. Đất rơi. Mất rồi. Cái đấy gần 5 mét mà. Cái đấy mà phải thả sáu của nó. Cục tàu. Cái con đấy nó cục sáu của nó gần 3 triệu. Thế là giao dịch nhanh như nan ba đúng không? Rồi nó cắt dây này. Cứ thả đêm này nữa. Đóng lại nó như này ông à. Rút ra kinh nghiệm. Ông Vương này. Ông Vương này. Anh ơi, vừa nhập vào vợ đâu. Cái môn thể thao này, môn thể thao dày này anh ạ. Không thể bỏ được. Vẫn cười ông Lức ngày xưa cơ. Ông ấy còn... Em bắt đầu rất thêm. Em bắt đầu rất thêm.